ruồi vàng là một trong những loại côn trùng gây hại mạnh nhất trên cây mướp đắng. Tuy nhiên, với hệ thống nhà kính như thế này, 300m² trồng mướp đắng của chị Nguyễn Thị Đào vẫn phát triển xanh tốt mà không cần sử dụng tới thuốc bảo vệ thực vật. Cái việc trồng mướp đắng trong nhà kính có cái ưu điểm là mình không phải phun thuốc để mà trừ các cái con ong nó chi quả như con ong ruồi vàng. Tức là mình từ lúc trồng đến lúc thu hoạch xong không phải dùng bất kỳ một cái thứ thuốc hóa chất này. Nhà kính để trồng các loại rau quả nói chung được chị Đào thiết kế theo kiểu nhà vòm, độ cao từ 2 đến 3,9 mét, quy mô diện tích từ 500 đến 1.000 mét vuông. Phía trên mái được che bằng vật liệu ni lông trắng, có tác dụng cung cấp ánh sáng cần thiết cho cây trồng, che nắng, che mưa, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, xung quanh nhà kính sẽ được bao bọc bởi lưới mắt nhỏ, với tác dụng là tạo độ thông thoáng, giảm nhiệt độ ở trong nhà kính. Trồng rau trong cái nhà kính này thì nó có những cái ưu điểm là cái thứ nhất là mình không bị ảnh hưởng bởi vì thời tiết, bởi vì cái mùa đông thì nó là mình che được cái phần xương, thế và cái mùa hè thì là mình che được cái phần mưa to là nó không bị ảnh hưởng gì dập nát rau, hoặc là mình cũng hoàn toàn chủ động trong cái việc mình sản xuất. Đấy, cái nhiệt độ ánh sáng có thể là mình cũng có thể là chủ động được hết. Tuy nhiên, nhược điểm của mô hình này là diện tích nhỏ, thường chỉ từ 500 đến 1.000 mét vuông nhà lưới. Vì vậy, để tăng năng suất cũng như hạn chế sâu bệnh làm ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, chị Đào đã phải tiến hành luân canh cây trồng. Từ tháng 1 cho đến tháng 4 thì là tôi sẽ trồng những cây họ Đỗ để là cải tạo đất. Thế và từ cái tháng 4 cho đến tháng 10 thì là tôi sẽ trồng các loại rau thơm trái vụ, và từ cái tháng 10 cho đến tháng Tết thì là tôi sẽ trồng hoa. Và tôi đã trồng hoa ly với những cái hoa tulip, những cái cây hoa mà có giá trị kinh tế cao. Để đầu tư cho một hệ thống nhà lưới rộng khoảng 100m², chị Đào phải bỏ ra một khoản chi phí gần 50 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với phương thức trồng rau truyền thống. Tuy nhiên, trồng rau trong nhà kính sẽ giúp tiết kiệm được chi phí thuốc trừ sâu, tăng năng suất, an toàn khi tham gia sản xuất trồng rau. Thời gian sử dụng nhà kính có thể lên tới 10 năm. Trong khi đó, chị Đào chỉ mất khoảng 2 năm để thu hồi lại vốn ban đầu. Mô hình này được chị Đào làm từ năm 2014 với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao. Với diện tích gần 3.000 m², mỗi năm chị Đào sẽ thu lãi gần 200 triệu đồng. Nói chung là so với bình thường như mọi khi làm ấy, thì là trong 1.000 m² mà bình thường một năm thì mình chỉ có cái chi phí độ khoảng 80 đến 100 triệu, nhưng mà có thể từ năm mình trồng cái nhà kính này lên thì mình thu hoạch khoảng một năm từ 150 đến 200 triệu đồng trên một năm. Với những hiệu quả này, chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân trồng rau sạch, từ đó giúp người dân chuyển đổi thói quen canh tác nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trồng rau sạch này thì nó đem lại được cái toàn bộ các loại rau đảm bảo an toàn, bây giờ thì là thu nhập phát triển tốt. Trong tình hình thời tiết thay đổi, sâu bệnh gây hại ngày càng nhiều, thì việc áp dụng công nghệ trồng rau trong nhà kính là biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, vốn đầu tư ban đầu cho nhà kính là rất cao, do đó trước khi xây dựng, bà con cần tính toán để phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.